បាទអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាអំពីមេរៀនទី1របស់យើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់នៅក្នុង Photoshop បាទអញ្ចឹងPhotoshopយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់លើកដំបូងបំផុតថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតហ្វាយល់បាទ Photoshop លើកដំបូងបាទយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាបាទសម្រាប់អ្នកអត់ចេះក៏អាចមើលបានដែរនេះគឺជាកម្រិតការមូលដ្ឋានតែម្ដងបាទ chúng cái này nhôm đường ao giờ đó nếu chơi từ cả bóng cá đỡ pháo hay dừng ai chơi sẽ xó dừng chơi đã đủ hiệp đó mà tay mà trong do xa thì nó vừa bồn chứ dừng riêng ai để chơi sẽ xó hay dừng chơi bạc cá layer bạc cá tại dừng thứ bạn ok hay bạn nâng cư chưa chấm nói đại đại dương tàu chơi hay nữa ba chắc ở đâu dừng còn là chơi bạc cá pháo mới mới dừng do biệt thành pháo hay dừng cho nhũ ba chắc tệ to mới nít dừng vậy ông pi ca bạc cá rụp hiệp mũi rồi có tẹt cả đà là cái ca dương mũi dương do tổng hôn của mũi rối và mũi rồi hơi nếu dương do chia pixel chẳng thật nữa và của mũi rối xong thì máy vi thông mình cho của mũi máy đây nữa mà chứ nhưng do của mũi rối pixel là dương còn ủ thì họ tí ở đây sử dụng nó dương đạt chất pi ba này nó có máy đạt thông thống kèng rồi bạn bây cáo nhưng trong vô lệ của bạn vô vai của bạn này nữa bạn em vô vai cho bạn bạn nên nhung bậc ca tờ tiền càng nghĩa rồi có sự lực kịch ca là bốn tỏ mà nhưng bà hai nhỏ này đi cao ta đã màu đỏ trên nhé mà hai sự lực sân thu nữa những ai sự lực lười bán hay nhưng bà hai mùi tiết cứ đẹp tôn cho mùi nâng cao pra cho mùi nâng cao xe số cứ dân dưỡng phi ca pra tạch nhé đi cao ta anh brush bạn brush đẹp tôn cho mùi crop tool và chân lợi dương mở bạn anh eraser spotlight tool eyedropper tool อันนี้จะต้องจมูกหนึ่งกรีเดียนทูล บ้านนี้จะต้องมือเบลอทูล จะต้องจมูกหนึ่งดอททูล บ้านยื่นหนึ่งสักแซ่อมปีชมเลยถึงอ่อนนั้น กลมตาเรายุ่งเหยื่ออมปีกาเสียซอสัน ให้หนึ่งกาจะปอนะ บ้านเจ้าเรายื่นเหยื่ออมปีกาบังการนุ่นเลยเยอะ ยุ่งส้มปะหางอย่างนี้ ยุ่งส้ม reset essential ไปยุ่ง mà chân lý cư chịu background nhưng mình tạo background mũi thì nó trong tôi cái bạc cao layer này nó nghĩa đi cao ta layer mà chân còn là click nó thức cư bạc bạc cao new layer nữa mà chân ai đã anh đi đã tại cho chân thức bạn ở lấy dân đạp bó mà nằm đi ai chờ đồ bó là như mất dân vô bó không ai được gọi hò mà chân thức bà đừng click lơ với bạn bà đừng cho Alt Backspace nằm bởi thư ca lạc đồ bó cứ bó hàng lớn bà dùng cho Control Backspace với thì chạp bó hàng trọng bà tôi mới dùng dùng pi ca chạp bó mới tiết cứ dùng pra mùi ní mà đẹp tôn cho mùi nâng rectangular bà macro tool nữa nhóm cô cũng chạy bạn hãy nhóm nâng tập vào cả layer mới tiết nhóm đã red nè, anh nó pour cả hòm, chẳng nhầm, làm nào nè, pin bị chạy pour cái đèn một tiếng, nhưng còn click là như máu, bạn bị chơi pour nhưng click được như máu, bạn trong này nít dương ai đạp đọt bị chơi mà click hết tiền bị chơi máu, lấy dương cho đạp pour cả hòm mình dương click được anh ấy, bạn hay dương cho pour cả hòm nữa, anh chơi ok máu, bạn tao máu dương mở tùm rong dương trong mà dương cho bị chè mà dương còn là tiền chơi máu bạn này. Hai chơi control đi nằm bấy thư cá đọc sau lại dương hai dương pra mù thù ní như anh tìm như bạn tìm từ này các bạn và tờ background này bởi vì bà dương ở trong ai viết rê rôm tam dương đấy bạn xong bật sao này thử chân chạp tìm được bạn này tòa cho lời dương nơi đặt quạt hòm thì lời nhưng trong rồi xe xo nó không được bạn dương còn cho giờ xo thi đi mất bạn dương được xe đã thắng bạn dùng từ xế cứ so trên phần lớn hay phần viết cứ cùng bài cùng bốn phi thi dùng đặt học sau phải thông thì thần hello hello bạn hello world là programming bạn rồi còn là pizza programming nhé bạn hello world bạn phần nắng là nhóm xong và hàng phần nắng để tôn cho mình ca từ xế bạn từ xế là so để tôn mười ca para cho mình nâng bạn đã rectangular bạn mặc vi thú bạn đã tôn mùi gradient bạn đã tôn cho mùi nâng cao pra pra hợp tách bạn hay nâng cao bằng cao lớn
bạn new file để trong new file Photoshop đó. À, lấy nhóm thứ ca save và save chữ file Photoshop đó, nhóm chuột file hay do biểu save mà. Và chúng mình đặt lesson 1 đó. Bạn chúng lấy dân save và nâng các bạn.